Xin chào các em, thầy là thạc sĩ Vũ Tiến Thành, chuyên gia toán tiểu học. Rất vui lại được gặp lại các em trong video bài giảng hôm nay. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em về phép cộng và phép trừ. À, phần này thì các em đã được học từ lớp 2, lớp 3 chúng ta học rất là nhiều rồi đúng không nào? Thì ở trong lớp 4 này chúng ta lại được học lại. Ở đây thì cái khác đó là gì? Đó là cái vòng số nó mở rộng ra. Với lớp 3 thì chúng ta chỉ cộng số có 3 chữ số. À, lớp cộng số có 4 chữ số, cộng các số có 5 chữ số. Còn lên lớp 4 thì chúng ta sẽ cộng các số có 6 chữ số, có 7 chữ số, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ đầu tiên. Ta có 357.412 cộng 212.107 với phép tính này thì chúng ta sẽ đặt tính. Và một lưu ý đó là khi các em đặt tính thì các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Thầy nhắc lại là khi đặt tính cộng thì các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Có nghĩa là thế nào? Tức là hàng đơn vị phải thẳng hàng đơn vị, hàng chục phải thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm, vân vân. Thầy sẽ đặt tính như sau: 357.412 thầy viết 357.412 dấu cộng ta viết ở giữa, cộng 212.107 212.107 Đó, các em biết các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau, dấu cạnh ngang thay dấu bằng. Thầy nhắc lại này, khi đặt tính này, ở đây số hạng thứ nhất ta đặt ở trên, số hạng thứ hai ta đặt ở dưới, sao cho các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Dấu cộng đặt ở giữa và dấu cạnh ngang thay cho dấu bằng. Ta sẽ cộng lần lượt từ phải qua trái, tức là từ hàng thấp nhất đến các hàng số cao hơn. Làm việc ta sẽ bắt đầu cộng 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. 1 cộng 0 bằng 1, viết 1. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 5 cộng 1 bằng 6, viết 6. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Vậy 357.412 cộng 212.107 bằng 569.519. Các em thấy phép tính cộng có dễ không? Ở đây là phép cộng không nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phép tính nữa. Thầy có 218.197 cộng 72.536. Nào bây giờ chúng ta sẽ đặt tính này. Các em thấy là số hạng thứ nhất là số có 6 chữ số, số hạng thứ hai là số có 5 chữ số. Vậy khi đặt tính chúng ta vẫn phải đặt tính sao cho các hàng số đặt thẳng cột với nhau. Thầy viết 218.197 cộng 72.536 thì thầy viết 72.536. Bảy cộng sáu ta cộng từ bên phải qua trái, tức là từ hàng đơn vị hàng thấp nhất đến hàng số cao hơn. Bây giờ ta có 7 cộng 6 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 3, 9 cộng 3 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 2 là 2. Vậy 218.197 cộng 72.536 sẽ được
290.733. Tiếp theo chúng ta sẽ làm về phép trừ. Đây có 415.297 trừ 302.115. Ta thực hiện như sau. Số bị trừ ta viết ở trên, số trừ viết ở dưới. Dấu trừ sẽ viết ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bảng. 415.297 trừ 302.115. Để nhắc lại cách đặt tính, khi đặt tính trừ thì số bị trừ ta viết ở trên, số trừ ta viết ở dưới, sao cho các hàng số thẳng cột với nhau. Số trừ viết ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Ta thực hiện phép trừ từ phải qua trái, tức là từ hàng đơn vị đến các hàng số. Tiếp theo, ta có 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. 9 trừ 1 bằng 8, viết 8. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. Vậy 415.297 trừ 302.115 bằng 113.182. Thêm một ví dụ nữa về phép trừ. 634.115 trừ 78.206. Ta cũng thực hiện đặt tính. 634.115. À, một lưu ý khi đặt tính ấy, là các em viết khoảng cách giữa các con số ấy, là nó bằng nửa con chữ O, nó đủ rộng để lát ta dễ điều chỉnh. Trừ 78.206 78.206. Ta thực hiện trừ từ phải qua trái, từ hàng số thấp nhất đến hàng số cao hơn. Ta có 5 không trừ được 6, mượn một chục là 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 0 nhớ 1 là nhớ 1 thế này, lên phần số trừ. 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 1 không trừ được 2, ta lấy 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1. Nhớ 1 lên đây, 8 thêm 1 bằng 9. 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1. Nhớ 1 tiếp sang hàng tiếp theo. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Vậy 634.115 trừ 78.206 bằng 555.909. Vừa rồi là thầy đã hướng dẫn cho các em về phép cộng và phép trừ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần thực hành luyện tập. Ở đây, bài 1 đặt tính rồi tính. 2.968 cộng 6.524. 52.117 cộng 345.090. Phần B, 48.600 trừ 9.455, 914.302 trừ 298.764. Nào bây giờ các em hãy lấy giấy bút ra, dừng màn hình lại, tính cho thầy bốn phép tính này, đặt tính cho thầy. Sau khi đặt tính rồi thì thầy sẽ chưa bài cho các em. Bây giờ thầy chưa bài. Thứ nhất là
2968 cộng 6524. Đây số 4 chữ số cộng với số 4 chữ số. 6524. Ta viết làm sao cho các hàng số thẳng cột với nhau cộng từ phải qua trái. 8 cộng 4 bằng 12. Viết 2 chia 1. 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9. Viết 9. 9 cộng 5 bằng 14. Viết 4 chia 1. 6 cộng 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9. Viết 9. Đúng chưa? Các em làm đúng không? Ok. Bài thứ 2. 52.117 cộng. Ở đây em lưu ý số hạng thứ nhất là số có 5 chữ số, số hạng thứ hai là số có 6 chữ số, thì ta cũng phải đặt tính sao cho các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Cộng 345.090. Ta kể 7 cộng 0 bằng 7, viết 7. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 hạ 3. Như vậy 52.117 cộng 345.090 bằng 397.207. Các em có làm đúng không? Ok, rất là tốt. Những bạn làm đúng là tốt đấy. Trong quá trình dạy học thì thầy thấy là nhiều bạn khi đặt tính, đặc biệt là hai số hạng nó không có cùng số chữ số với nhau, là các em thường đặt tính không thẳng hàng hay là các hàng số không thẳng cột, dẫn đến là làm không đúng. Các em phải lưu ý vào này, đặt tính như thầy đặt trên bảng đây. Phần B, 48.600 trừ 9.455. 9.455 đặt tính là phải thẳng, các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Ta có 0, 0 trừ 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5. Nhớ 1. Nhớ 1 sang đây, số trừ đây. 5 thêm 1 là 6. 0, 0 trừ 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4. Nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 8 không trừ được 9. Ta lấy 18 thì 9 bằng 9, viết 9. Nhớ 1. Nhớ 1 sang đây. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Các em làm đúng không? Ok, tiếp theo 914.302 trừ 298.764. Nào, việc đầu tiên chúng ta cũng đặt tính phải thẳng hàng đã. Đặt tính thẳng hàng rồi thì chúng ta thực hiện phép tính sẽ được. Bây giờ chúng ta sẽ làm trừ từ phải qua trái. 2 có trừ được 4 không? 2 không trừ được 4. Ta lấy 12 trừ 4 bằng 8. Viết 8. Nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 10 trừ 7 bằng 3. Viết 3. Nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 13 trừ 8 bằng 5. Viết 5. Nhớ 1. Nhớ 1 sang đây. 8 thêm 1 là 9. 14 trừ 9 bằng 5. Viết 5. Nhớ 1 sang đây, 9 thêm 1 bằng 10. 11 trừ 10 bằng 1, viết 1 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6. À, các bạn đã làm, có làm đúng hết cả 4 ý này không? Nếu các bạn làm đúng rồi thì chúc mừng các bạn. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, tìm x. A, x gì cộng 262 bằng 4848. B, x trừ 707 bằng 3535. Thì bài thứ nhất, ta sẽ để làm bài tìm x thì chúng ta phải xác định các thành phần ở trong phép tính này. X này là số hạng trừ biên. Vậy muốn tìm số hạng biết ta làm nào? Ta lấy tổng trừ đi số hạng biết. X gì sẽ bằng, à khi viết thì các em có hai cách trình bày. Cách trình bày thứ nhất là ta viết x thẳng x, hoặc cách trình bày thứ hai các em biết lùi vào phần dấu bằng thì cách trình bày thế nào cũng được. Ở đây thầy biết
x thẳng x bằng 4848 trừ 262 và kết quả x gì bằng 8 trừ 2 bằng 6 x 6 14 trừ 6 bằng 8 x 8 x 1 2 thêm 1 3 8 trừ 3 bằng 5 x 5 4 là 4 x bằng 4586. Phần B. Phần B là tìm số bị trừ chưa biết. Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta làm thế nào? Ta lấy hiệu cộng với số trừ. Đáp phần này rất là dễ đúng không nào? X gì bằng 3535 cộng 707 và x gì sẽ bằng 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1 3 cộng 0 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1 3 thêm 1 bằng 4. Vậy x gì bằng 4242. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em về phép cộng và phép trừ. Lưu ý trong phần này đó là khi đặt tính thì các hàng số phải đặt thẳng cột với nhau. Vậy muốn biết được thẳng cột thì khi chúng ta biết số thì khoảng cách giữa các chữ số là nó bằng một nửa của chữ O. Hay hiểu một cách đơn giản là chúng ta biết khoảng cách hơi rộng một chút thì chúng ta dễ điều chỉnh. Thì về nhà các em nhớ thực hành luyện tập các cái bài tập mà thầy đã hướng dẫn, thầy đã thiết kế ở trong website hoctoanvutinthanh.com. Việc thực hành luyện tập sẽ giúp cho các em thành thạo các kỹ năng làm toán và giúp cho em học toán tốt hơn. Và đừng quên là đăng ký kênh để nhận được các video bài giảng mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán hãy đến với vutinthanh.com.